Xin chào các bạn đến với kênh của Phong DIY Channel. Và tiếp theo Phong sẽ làm một cái video để review về cái sản phẩm của Toto ngày hôm nay. Một cái hãng chuyên sản xuất về linh kiện, máy móc, dụng cụ cầm tay rất là nhiều luôn. Hiện tại mình đang là đại lý chính thức của Toto. Và hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm này. Thì trên tay của mình đang là chiếc thước kẹp điện tử. Đây là chiếc hộp ngoài của nó, có màu xanh rất là đẹp. Mình rất là thích Toto với cái màu xanh của nó, thân thiện với môi trường. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra này. Đây là có một cái các bạn ấn vô, sau đó các bạn mở ra. Đây là cái hiệu của cái thước này nhé, TMT 32150. Đây, mình sẽ mở nó ra. Review ở đây phong cảnh rất là hữu tình luôn. Có hoa này, dế kêu này, các bạn thấy không? Đây là khu mà mình đang review cái sản phẩm. Rồi, quay lại nội dung chính. Đây là phía trong của nó. Đầu tiên là có một cái lớp trong mica đây này, để các bạn nhìn được. Là sách hướng dẫn sử dụng. Nó có hai mẫu các bạn nhé. Một là mẫu đây là 15 này và 20 này. Mình đang cầm trên tay là 15. Giá của sản phẩm này thì nó cao so với những người sử dụng bình dân. Nó bỏ ra khoảng 400 ngàn để mua một chiếc thước như thế này thì nó cũng không phải là rẻ. Tuy nhiên so với cái chất lượng mà các bạn thu lại được từ cái thiết kế cho tới cái chất lượng của sản phẩm trên cái thước kẹp Toto này thì mình cảm thấy là ok so với giá tiền mà mình bỏ ra. So với những cái thước khác, các bạn có thể bỏ ra vài triệu để mua một cái thước khác. Cái dòng thước điện tử này nó rất là mắc nếu các bạn mua những cái hàng thương hiệu của Nhật. Các bạn có thể tham khảo về nguồn gốc xuất xứ của Toto. Nó là một cái hãng khá là ok ở thị trường Việt Nam. Tuy là mới thôi nhưng mà khá là ok. Chất lượng của nó so với cái giá tiền. Thì trên đây nó có, các bạn thấy này, nó sẽ có hai cái nút. Một cái nút nguồn on off để tắt mở. Và một cái nút zero để reset về không. Tiếp theo trên đây là cái điều chỉnh cái thông số đo là inch hay là mm. Cái nút vặn ở trên này này để cho các bạn có thể siết được cái độ nhạy của cái thước khi kéo ra kéo vào. Okay. Phía dưới này là cái ngoàm để đo phía ngoài. Và đây là cái ngoàm để đo phía trong. Ở đây nó sẽ có hiển thị mili ngoài ở trên này. Tổng cộng chiều dài đo được tối đa là 150 mm. Nó có một con lăn để cho bạn khi cầm ở đây các bạn lăn. Đó. Nó cực kỳ nhẹ luôn, mình sử dụng qua khoảng 5-7 loại thước khác nhau rồi đó. Kể cả Simax, mình thấy cây Simax nó khá ok rồi đó. Simax nó ngang giá tiền với Toto nhưng mà so với chất lượng thì mình thấy cây Toto nó ok hơn cái Simax. Này, nó êm lắm luôn. Không có tiếng động gì cả. Ở đây, cái vẻ bên ngoài của nó này, cái thiết kế bên ngoài thì các bạn thấy nó được thiết kế bằng thép. Và nhà sản xuất đưa xuống là thép chống rỉ. Còn nó có rỉ hay không á, thì mình cũng chưa sử dụng lâu nữa nên cũng chưa biết cái độ bền của nó như thế nào. Đấy. Nhưng mà nhìn cái chất liệu thép của nó khá là ok, thép xước. Màu hơi nhám một chút. Đấy, ví dụ các bạn có thể đo phi ngoài, phi trong. Đối với một thợ cơ khí thì cái thước kẹp điện tử tiểu ly nó là một cái dụng cụ không thể thiếu được. Đây. Thằng này chắc là thông số chuẩn là 10 này. Đo được sai số của nó là 0.02 là 9.98 này. Ok. Đo cái này. Cự ly này, đó, các bạn sẽ thấy được. Có nhiều cái mà các bạn sẽ không thể đo chuẩn được. Nó ra được khoảng 26.26 mm. Ở đây mình sẽ đo cái lỗ trong của cái mu ly này. Mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách sử dụng đơn giản thôi. Thông số này nó đưa xuống cho mình là 5 ly đó. Này, các bạn thấy không? Ok. 5.02. Sai số cái này là 0.02. Phi ngoài của anh này coi bao nhiêu.
16 các bạn. Và mình đo được là 15.997. Đó. Ngoài ra các bạn sẽ để ý ở phía dưới này mình hay gọi là cái đuôi chuột này, nó sẽ bằng khít ở phía sau này. Đó. Thì khi mà các bạn đo ở đây này, các bạn đo ra đây nhé. Ví dụ các bạn kéo ở đây là 10. 10 mm đi. Tức là 100 đó các bạn. 75, 80, 90, 100 này. Đây nha. Các bạn kéo ra. 90, 100. Ok. Cho nó 100 đi. Rồi. Mình sẽ khóa cái này lại nha. Khóa cái này lại. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy được cái độ dài từ phía dưới cuối đít này này. Lên đây. Nó sẽ là khoảng 102 mm gì đó. Đây này. Mình sẽ lấy cái thước ra đo cho các bạn xem. So sánh cái độ chuẩn của nó này. Đây này, các bạn sẽ thấy được cái mép của nó đúng 10 mm luôn, thấy không? Dùng cho các bạn xem này. Đó. Hoặc là này, nhiều cái các bạn đo cái lỗ trong nó sâu bao nhiêu nha. Ví dụ như cái này này, nó sâu bao nhiêu này, các bạn đo ở phía trong này nhé. Đây. Mình sẽ khởi động lại. Đây nha, ví dụ như cái lỗ này là lỗ cụt đúng không? Nó nhỏ mà các bạn sẽ không thể đo được đâu. Các bạn muốn đo cái lỗ trong của nó. Đây cái thứ đây các bạn muốn đo đúng không? Ví dụ cái lỗ đây nó sâu hơn đây mà các bạn muốn đo. Ví dụ hơn nó dài hơn. Đây đây mình chỉ làm ví dụ minh họa là các bạn tự hiểu nhá. Các bạn lúc cái đuôi này ra các bạn gắn vào cái lỗ này. Này, ví dụ nó kịch đáy ở đây các bạn sẽ đo được. Đó, như vậy là các bạn sẽ đo được cái chiều sâu của cái lỗ này, nó sẽ là 15.67 mm này. Không, để đo cái lỗ. Nhiều khi cái thước các bạn sẽ không đo được đâu. Bắt buộc phải có cái đuôi này. Thế là ít người biết sử dụng cái đuôi này. Đây, mình sẽ nói thêm cho các bạn nữa. Kèm cái này nó sẽ có thêm một cục pin rời. Đây này sẽ dùng pin giống như pin xích mót vậy đó. Pin nó sẽ gắn ở đây các bạn nhé. Đây. Các bạn kéo ra pin của nó đây này. Bên đây gỡ ra là nó mất màn hình đi. Đó, đây chính là pin của nó. Rồi mình sẽ gắn pin lại. Úi, úi, úi. Hầu hết là mọi người sẽ dùng cái ngoàm này để đo phía ngoài phía trong thôi, chứ ít ai mà dùng cái đuôi chuột. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Vì sao mình vẫn rất thích nha. Cái màu xanh của Tota nó rất là thân thiện luôn. Này. Cái thông tin về sản phẩm giá cả nha. Các bạn click xuống link phía dưới để tham khảo. Mình đính kèm phía dưới link cho các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Thank you.